thu éo luôn, ốc vô cho mình. Wow, chết cha rồi, lờ nằm trên bờ khô gan rồi. Vô luôn, chừng chí giữ ốc bu vàng nè. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi chiều nha. Thì chiều nay Dương đi làm về sớm, Dương sẽ đi thăm lò buổi chiều. Thì buổi sáng Dương không có rảnh á, cho nên là Dương sẽ đi thăm buổi chiều. Thì chiều hôm nay Dương đi thăm thì Dương sẽ quay lại và chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Hôm bữa là ở đây ngập tới nách luôn á, nhưng mà hôm nay là nó cạn rồi. Thì Dương có dời mấy cái lời của Dương xuống dưới mấy cái đám nước ở dưới xích mấy dưới nè. Đây để Dương quay cho cô chú anh chị xem nha. Thì Dương tới cái bãi lời của Dương nè. Sao nó nằm ra ngoài dưới vậy ta? Lẽ cá vô nó tung mà cái lời mình chạy ra tới ngoài này sao? Dạ không có con gì luôn đó nha. Thì cái lời đầu tiên của Dương là không có con cá nào luôn. Chắc là do nước cạn quá. Thì Dương sẽ dời mấy cái lời, Dương xích xuống dưới chút nha. Dời xích dưới này chút. Còn gì đây, cái gì vậy? À, Dương đút vô cái kẹt này mà sao nó khô gan luôn. Khô cái này là không có cá đâu. Rồi, thì cái lời cái lời của Dương nó khô gan cho nên là nó bị mấy con tí á xẻ một cái lỗ nha. Theo cái lỗ tao đụng vậy nè, thì cá nó ra hết rồi. Dương sẽ giá cái lò này lại. Thì cái lời của Dương cũng đã dời rồi đó, nhưng mà cái là dời cũng còn hơi cạn á, nên là mấy tí anh xẻ hết cái lỗ. Thì thăm hai cái lò đầu tiên là chết rồi đó, nhưng không thấy gì luôn rồi đó. Thì hy vọng cái lò thứ ba này sẽ có cá nha. Thì Dương quay vô trong. Không biết là lúc nước gầm nó có cạn không, tại gì nghe lời Dương thấy dơ quá, chắc không có cá đâu. Có nha, có nha. Thì Dương cái lời thứ ba được con cá lóc nha, hai con nhưng mà con nhỏ con bự. Ba con luôn, hai con nhỏ, con vừa vừa. Nói chung thì có là cũng được rồi. Quá trời mũi rồi, đi thăm buổi tối này mũi quá. Buổi sáng thì ít mũi nhưng mà buổi tối này mũi nhiều ghê. Chỗ này có Dương sẽ đặt lại chỗ này tiếp tục nha. Ui. Ồ. Nhìn con cá lóc tỉnh. Đây, một con cá lóc nữa cô chú. Đây con này cũng không bự đâu. Nhỏ à. Bắt nó bỏ vô cái túi này để ở ngoài nó nhảy tưng tưng hồi ra ngoài. Đây cái lò này Dương sẽ dời lên trên cái mé đó nha. Rồi, mình tiếp tục thôi. Thì cái lò này thì bữa Dương đặt ngay cái đường nước nè, không biết còn cái lò không à. Hôm nay nó khô dữ rồi. Ô, ta. Đây là Dương nằm thu éo luôn, ốc vô cho mình. Wow, cái lò này Dương đặt ở đây được hai con cá lóc nha. Đi, một con cá lóc, một con cá chê. Vô cả ký ốc luôn á. Con này là cá chê vàng nha.
cá chi vàng chứ không phải là chi trắng. Ốc này Dương cũng đổ bớt đi để lại nặng cái lời quá. Có cái cô ở gần nhà bà cũng hay ăn ốc này lắm, bà dặn mình là có là đổ cho bà. Thì hai cái lời đầu tiên là không có, nhưng mà mấy cái lời sau là mình có nha. Trời vừa sắp tối rồi nè. Cái lời này hôm bữa như vậy đâu ta. Trời ơi, chết cha rồi. Cái lời này trên bờ Phú Gan rồi. Vô luôn. Chừng ký gửi ốc mua vàng nè. Vô chừng ký gửi ốc mua vàng, hai ba cái bắp nó nhỏ. Dương bắt mang cá lóc mà luôn. Cá này cá không bự nha, nhỏ nhỏ không. Mình sẽ tìm chỗ dời cái lờ này đi luôn nha. Đây có lồng rộng kìa. Đó. Thì chắc Dương dời vô cái đám dứa này đi. Giờ mình còn cái lồng mình bắt này nhưng cũng có một cái nè. Cá gì nó vô chết chân rồi nè. Quá trời luôn rồi. Cạn quá nó chết chân rồi. Không có lóc là không chết thôi. À, nước à, nước nóng quá thì cá phi này nó sẽ chết chân. Ủa cá phi nhiều không? Chết chân. Nói cá lóc này nó sống thôi. Dương sẽ tìm chỗ đặt cái lờ này để khác được ở đây. Là nước nóng quá nó chết hết, không có sống nổi đâu. Đây Dương cũng có cái lờ này. Thì cái lờ này Dương có cá này. Nó nằm ở phía ngoài rồi, nó bắt đầu lên rồi. À, cũng con cá lóc nhỏ nè. Cá mà không bự. Dưới xe cái này lại ở đây. Thì trời cũng sắp tối rồi đó cô chú. Thì Dương thăm chắc lẽ hôm nay là sẽ có hụ á. Bữa Dương có đặt cái mé này cái nè. Trong cỏ này luôn á. Đây là cái gì không biết, Dương thấy có cái sạch rồi. Ây da, cá lóc nha. Được một con cá lóc như này. Ốc quá trời nhiều luôn. Mình tiếp tục thôi. Dạ. Đúng. Dạ. Cá hồi xưa nó có đầu lên vậy. Ngon ngon cái cài. Oh.
không có con khỉ móc xì gì luôn. Cái này là Dương cũng đặt cái, có phải không nữa. Ủa nhớ Dương dời đi đó. Cái là Dương này. Nằm y gì chí cũ. Sao nó xây cái góc dưới ta? Nó gắt sao không có con nào vô vậy? Kì vậy? Địa điểm này lý tưởng lắm mà. Góc này là quá đỉnh luôn, ngay đường vô ra luôn mà sao không thấy bóng dáng gì luôn. Thôi không có thôi. Wow, cái lờ Dương đặt đây. Còn cái lờ mà lội lên luôn. Nó có cáo lên, ngóc đầu lên nè. Cái chuyện về ra ngoài quá. Bây giờ có cá nha, có cá, có cá lóc. Cá bự, có cá bự. Hai con. Bây giờ ngon vậy. Cái này trong cạn này một cặp cá lóc. Ngon á. Rồi mình bắt nó vô luôn. Ây da, dễ như vậy. Mạnh như súng vậy. Tối rồi thì Dương sẽ chút chơi. Dương bỏ cái đèn bự của Dương ngoài xe rồi. Đây. Wow, lóc khủng. Nhìn thấy góc này ngon quá, Dương sẽ đặt lại luôn nha. Để Dương coi đặt người ta thấy không, chắc là không thấy đâu. Không, cái chai này đâu chạy, không có lờ nào vậy. Rồi có cái lờ không có chai rồi đó. Dương giật nữa, Dương bỏ ra đuối. Cái lờ Dương là ở góc này nè, nó nổi đầu lên luôn nè. Đi ra, ôi da, thay ship hôm đây luôn rồi. Ây da, hai con cá lóc. Không lẽ hai cá lóc lớn mà quậy ship hôm lại sao ta? Hai con lớn gì sao quậy ship hôm lại được? Có chút xíu à? Hai con nhỏ gì sao quậy ship hôm lại được? Và mấy cái giặt lờ của Dương á, do mấy cái đầu á nước nó cạn cho nên là không có cá, với lại bị chuột nó cắn mấy cái nha. Thì mấy cái sau thì Dương thấy cũng ổn ổn. Là cái nằm trên khô gì nè, lép với thằng đụng ai nó môi ra rồi. Có con cá chết queo kìa, sao vậy ta? Đặt nó kín lắm mà sao rồi, ai lôi lên vậy? Trong đây chỗ này là quýt lắm luôn á. Thôi giờ Dương sẽ đặt lại đây. Thì Dương sắp sửa tới cái góc Bình Bắc Quyền Thoại nha. Thì góc Bình Bắc này à, bữa giờ nước đầy nó cũng có cá, mà nước cạn cũng có cá. Hình như là Dương đi hút cá lờ hay gì đó. À, hình như đi hút cá rồi. Ôi, hôm nay quần cái góc Bình Bắc này dữ vậy. Ôi trời ơi, nó vượt cái lờ mình luôn vậy đó hả? Chết mẹ rồi. Mẹ kiếp. Chơi kỳ vậy. Thôi. Nhưng mà dục cái lời Dương lên thôi, Dương về đi chỗ khác luôn đi. Ở đây cũng khô nước rồi, không còn cá đâu.
thì Dương còn cái lời cuối cùng ở đây nữa. Để Dương thăm cái lời cuối cùng này nữa. Bữa Dương đặt đâu có chống gì đâu, giờ ăn nốt để chống lỏng. Thì đây là cái lời cuối cùng của Dương nha. Dương sẽ đi đặt mấy cái lời đó. Thì tí nữa Dương về Dương sẽ đổ cái thành quả hôm nay thăm lời ra cho cô chú chị mình xem nha. Thì Dương cũng vừa về tới nhà đó cô chú anh chị. Để Dương đổ cái thành quả của Dương ra cô hôm nay đi thăm lời cho cô chú chị mình xem nha. Trong lúc Dương quay về, Dương bắt được một cặp gắn chung. Để nó gắn gì. Thì lúc Dương đi thăm thì Dương cũng bắt được một con chích nữa nè. Một con mắt xéo. Dương gặp được cái ổ mắt xéo, Dương bắt con mắt xéo như con chích. Cũng hết rồi không? Hết rồi. Đây. Đây à. Một con chích. Nhưng con mắt xéo. Bây giờ rửa nó cho sạch kìa. Quên cái chân cột này là để con ếch nó nhảy ra. Để Dương bắt cái con ếch ra trước nha. Con ếch bự lắm. Ui dạ, cái gỗ đâu. Đây. Cô chú chạy theo con ếch khủng luôn. Quá trời bự luôn. Đây thì cá còn tầm 2-3 kg á. Để Dương đổ ra coi. Là Dương sẽ bỏ vô cái túi này lại nha. Ý, khách hồn. Tưởng nó có hết bỏ vô đây. Không ra đường kia chứ. Túi này có lỗ gách nữa. Dương sẽ cột lỗ gách này lên luôn. Để thôi là sáng con ếch này nó đi mất tiêu luôn. Dương cho. Thì để Dương quay cận cảnh cái thành quả của hôm nay của Dương cho cô chú chị mình xem nha. Hôm nay cũng chung là cũng ổn á nè. Tầm 3 kg cái lóc nha. Hai con gắn chung khủng luôn nè. Ý dạ. Con này con cái con này con đực hai con. Cái video của Dương tới đây là kết thúc nha. Hẹn cô chú anh chị video sau Dương đi thăm Dương sẽ quay và chia sẻ đến cô chú anh chị mình nữa nha. Rồi Dương bye bye cô chú anh chị mình.